chào anh chị em. Hiện tại giờ ba anh em đã về tới đất liền rồi, về tới đồng bằng, đường bằng, đồng bằng, đường bằng rồi. Đang ở cái này là bò sữa Long Thành, bò sữa Long Thành. Cách Sài Gòn 81 km nữa. Hồi trưa giờ là em làm đâu phải là 200 mấy cây rồi đó, điện thoại không có sóng là đủ thứ cá dân á. Hồi trưa giờ là em chạy 200 mấy cây rồi, 200 mấy chục cây. Giờ này tới anh Sang Hoàng Đế, Sang Hoàng Thượng chạy. Anh Sang Hoàng Thượng chạy vừa và... tới thành phố Hồ Chí Minh luôn. Anh em bây giờ còn cách Sài Gòn 81 km nữa thôi. Anh em Sài Gòn nào muốn giao lưu giao cấu thì hãy alo mình, làm vài ve về với vợ chơi. Anh em Tây Nguyên thì mình xin gửi lời chào anh em Tây Nguyên, hẹn gặp lại anh em Tây Nguyên vào cái tour gần nhất. Vui vẻ về với vợ, gặp ba em, không em nào có vợ chứ. Tối nay về Sài Gòn làm bài ve sườn dê. Lão dê của tôi, lão dê bạn tôi nha các bạn. Dê bạn tôi gì à, trường sao bằng xa vậy ha? Năm mươi mấy, năm mươi năm, năm mươi năm bốn, năm sáu. Sáng mai tối nay về làm đổ dê, sáng mai anh em là chạy sala hả? Sáng mai chạy sala về uống cà phê chơi nha bà con. Hai bữa nay lo chinh chiến mà không có chạy xe, mai về Sài Gòn làm đây một đoạn. Mai anh em nào làm sala thì alo cà phê ăn sáng vui. Giờ tối anh em nào giao lưu vài chai thì alo vui vẻ về với vợ thôi. Giờ chậm dừng chân một tí xíu xong rồi mình tiếp tục di chuyển về Sài Gòn. Hơn quá, sắp diệt tới Sài Gòn đi mấy ngày nay mát la. Chào buổi tối nha, phải buổi tối giờ này mới có năm mấy à, mới năm mấy. Chào buổi chiều, làm tí sữa về thôi.